Phan Thị Bảo Ấn, năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 6 tuổi. Con 6 tuổi, học lớp mấy rồi ta? Dạ con học lớp mẫu giáo. Ba con nói là giống mẹ. Giống mẹ. Vì sao không cất lại mới ở cái phần trên ngôi nhà cho gia đình của bé Bảo Ấn cũng như là chị Tiền? Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn thông báo với cô bác quý anh chị một tin cũng khá là vui về trường hợp cô bé bị bỏ rơi Campuchia sau khi được mẹ nhặt về nuôi đến thời điểm này là 6 năm. Một cô bé rất là dễ thương và lanh lợi theo nhiều người chia sẻ, cũng như cô bác quý anh chị đã xem kênh. Rất là thương người mẹ có tấm lòng bao dung, nhân hậu, tình người. Thương bé Bảo Ấn vì em rất là ngoan ngoãn, là lễ phép và thông minh hơn so với những đứa trẻ khác. Con chỉ ước là cho ba mẹ được nuôi dưỡng con từ nhỏ đến lớn. Người ta nói là con gơi thường hay là rất là thông minh và thường hay nịnh mẹ. Đó là cái duyên số cũng như số phận của những đứa trẻ lớn lên ha. Và tin vui đầu tiên mà Bùi Hồ muốn thông báo cô bác quý anh chị á, là hiện nay cũng có khá nhiều quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã ủng hộ cho trường hợp của bé Bảo Ấn, ủng hộ cho mẹ của bé sửa lại căn nhà vệ sinh, có một cái bồn toilet hiện đại và nhà vệ sinh đúng nghĩa, chứ không phải là một căn nhà tắm đơn thuần không có nhà vệ sinh phải đi ké vào nhà của ông nội ở gần đó. Như cô bác quý chị đã biết rồi, khi mà một cái căn nhà xây nên không có nhà vệ sinh thì điều gì đó nó rất là khổ sở, khổ của những người nghèo mà. Đi ké đi nhờ thì rất là cực, mặc dù biết là nhà người thân. Tuy nhiên về cái tuổi già đó thì 1-2 giờ khuya mà bé hay là gia đình có lỡ không may chuột bụng thì đi ké là một điều gì đó khá là khó chịu. Hả? Ý là em mừng á. Em mừng là gì em xây được cái nhà cọc này nọ nữa. Đấy mấy đứa nhỏ nửa đêm nữa không vậy đó. Rồi nhiều khi ông ngoại, ông nội ngủ á cũng không có kêu được, cái dẫn mấy bé đi xuống sông. Vậy hả? Dẫn đi xuống sông hả? Ôi trời. Chứ nhiều khi đi hoài cũng thấy cũng phiền á. Tại vì cái nhà cậu ở trong nhà mà chồng ở trong nhà. Ở trong đi nhà vô, phải là mở cửa đi vô. Nên là nữ là quyết định là sửa lại căn nhà vệ sinh cho gia đình của bé. Với số tiền dự toán ban đầu là khoảng 18 triệu hả cô bác anh chị? Gồm có sơ bộ ban đầu thì khoảng bao nhiêu? Hết luôn khoảng 18 triệu. 18 là triệu. Anh mua luôn cái bồn. Mua cái phi đó luôn. Mua cái phi đó luôn để làm cái xây, làm cái đòn tay trên để gác cái phi đó lên. Đi nước cho nó thẳng xuống. Lúc. Thì rồi xây cái ba cái ngăn lắng lọc chứa rồi thì cũng đó. Hầm chứa rồi lên trên xây hoàn thiện gắn vô nhôm. 18 triệu là cái bồn cầu nó chỉ có đơn thuần là chỉ có 400.000 thôi. Thì sau đó được chị Trâm Nguyễn ở Mỹ cũng tiếp tục hỗ trợ một cái bồn cầu ấn nút cho gia đình của bé, cho tiện lợi, tại vì tuổi nhỏ mà việc dội nước thì nó không được sạch sẽ cho lắm so với những người lớn. Một sự ủng hộ rất là kịp thời cũng của quý mạnh thường quân, cũng rất cảm ơn rất là nhiều. Và thông tin vui thứ hai đó là Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị, đó là sau khi đăng tải cái ngôi trường hợp của bé lên thì chị Trâm Nguyễn ở Mỹ cũng đã hỗ trợ cho gia đình của bé. Chị đã gọi điện cho Bùi Hồ và hỗ trợ cho gia đình của bé là lót gạch cái phần nhà là gạch men hết ha cô bác anh chị, để cho các bé đi nó không bị trơn trượt hoặc là ẩm thấp so với nền nhà cũ. Tại vì nền nhà cũ á tráng xi măng thôi nên mưa xuống rất là ẩm thấp. Không những là mình sẽ dán lại cái phần gạch mà còn xây lên ba tấc ở cái phần diện gạch xung quanh nhà, và sau đó dán để mà hạn chế côn trùng nè, đó những cái con bò sát như gắn gớt nó bò vô đó, đó là một điều rất là tuyệt vời đúng không. Từ cái việc sửa nhà vệ sinh nè, rồi là dán nhà lớn nè, rồi xây lên ba tấc và dán gạch lên. Và ngày thứ hai này anh Hợp sẽ tiến hành khởi công để lấy ngày cho gia đình. Cũng mong sao là mọi công việc nó đều thuận lợi để cho gia đình có cái nơi ở và nơi vệ sinh nó sạch đẹp hơn. Bùi Hồ cũng thông tin với cô bác anh chị là vì sao không cất lại mới ở cái phần trên ngôi nhà cho gia đình của bé Bảo Ấn cũng như là chị Tiền với lại anh Phe. Mấy chú lại sửa nhà cho mình kìa. Cái nhà nhỏ này cũng ở được rồi. Thông tin với cô bác anh chị là
Bùi Hồ sẽ sửa trên cái nền của ngôi nhà cũ. Và nghe chị Tiền chia sẻ rằng lúc không có tiền á, thì chị, một người hàng xóm dẫn chị đi xin từng nhà, xin từng tấm tôn để mà sửa lại cái phần nhà. Ở trên nóc nhà không có tôn. À. Rồi cô dẫn em đi, rồi người cho em có cái cô từ thiện ở đâu là cho em được 10 triệu. Ừ. Để xây đồ tùm lum tùm la gì nè. Lúc đó mình ngại không? Giờ bên chồng mà mình là lần dâu nữa mình đi thì mình có thấy ngại không? Em vừa đi sinh cũng thấy tuổi á, à. Như là bao nhiêu người ta không giống như mình, người ta được cơm nói ấm, còn mình thì thiếu thốn tùm lum tùm la, nhưng mà biết như sao bây giờ. Hiện nay á, thì cái phần ở trên của mái nhà đó nó cũng khá là kiên cố và không bị mưa dột. Cây thì cũng mới cắt khoảng 2 năm thôi, tuổi thọ của cây thì khoảng 10 năm là chuyện bình thường. Tôn thì có sự chắp vá, nhưng mà đó là chắp vá của cái phần vách thôi, chứ không phải là chắp vá của cái phần nóc nhà. Nên mình sẽ yên tâm cái ngôi nhà này nó sẽ không bị dột từ ở trên xuống. Nếu như phát hiện một vài tấm tôn nào đó hư thì bùi hộ cũng sẽ nói tiến hành nhờ hợp sẽ lợp luôn, hoặc là làm lại cho nó chắc chắn hơn. Còn cái phần vách nhà thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Có nhiều cô bác anh chị nói là ủa sao không sửa nguyên ngôi nhà mà tự nhiên làm chuyện nhà vệ sinh thôi, tào lao. Thật ra thì giúp đỡ, nếu như mà còn dư tiền thì cho chị còn có số tiền chị nuôi bé, bé Vi, bé lớn á, chích thuốc mỗi tháng á 1 triệu mấy nữa nè. Rồi bé Bảo Ấn phải đi học nữa, rồi xoay sở cuộc sống trong gia đình nữa. Nếu như mà dư được ra tiền á thì sẽ làm vốn để nuôi cho các bé ăn học cũng như là trị bệnh cho các bé. Và cũng rất là mừng là trong thời gian đăng clip chỉ có 4 ngày thôi, với rất nhiều cô bác anh chị quan tâm về trường hợp của bé, có gọi điện trực tiếp cho Bùi Hồ và có nhắn tin trên trang YouTube của Bùi Hồ nữa. Đó là một cái niềm động lực rất là lớn cho Bùi Hồ. Bùi Hồ cũng cảm ơn rất là nhiều. Và không phải để cho cô bác anh chị thất vọng, cũng như những ngôi nhà trước, Bùi Hồ cùng với đại đội của anh Hộp sẽ tiến hành sửa chữa cái phần nhà lại cho ấm cúng hơn, đẹp hơn và kiên cố hơn. Đến thời điểm hiện tại thì Bùi Hồ không biết là cái ngôi nhà của chị nó có nắng có nóng lắm không, tại vì phần nhà của chị thì không có la phong, chị nhận bằng cái tấm màn. Và Bùi Hồ chưa cảm nhận là ở cái khu vực đó có cây nhiều không á. Nếu như có cây nhiều á thì nó sẽ không có nóng, còn nếu không có cây á, không có phần la phong thì sẽ nóng. Thì Bùi Hồ cũng thông tin với cô bác với anh chị luôn. Và thời gian vừa qua đó thì có rất là nhiều cô bác với anh chị là muốn nhắn tin lên trên của kênh của Bùi Hồ là muốn xin số điện thoại để hỗ trợ cho gia đình của bé. Thì Bùi Hồ chia sẻ như thế này nè, Bùi Hồ thì ít để số điện thoại trên màn hình lắm. Và hữu duyên thì cô bác anh chị coi ở phần mô tả của kênh á, có số điện thoại của Bùi Hồ và có thể ủng hộ bé, có thể là cô bác anh chị ở nước ngoài gọi cho Bùi Hồ được. Và Bùi Hồ không kịp bật mắt máy thì không kịp gọi lại, thì không có thể nào gọi lại được, nên thành thử là mong cô bác anh chị thông cảm. Và trước khi kết thúc đoạn clip á, Bùi Hồ cũng chia sẻ như thế này, công nhận là cô bác anh chị phải nói là người làm phước sẽ được gặp phước ha, không ngờ là trường hợp của bé lại được lan tỏa đến cộng đồng như vậy, lan tỏa đến rất là nhiều người, và thậm chí là lan tỏa về cái câu chuyện là nhân sinh trong cuộc sống. Có rất nhiều người mẹ trẻ phải vì một cái vấn đề nào đó mang thai ngoài ý muốn, phải phá thai nè, rồi đẻ con ra lại bỏ trên bờ đê như vậy. Mình cũng cảm thấy chia sẻ bé Ấn là lúc mà lượm nhặt bé lên á là kiến là bò lên mặt của bé hết à. Có một hộp sữa nữa, hộp sữa nhưng mà nó cũng có dựng đứng lên, nó ngã cho nên nó mới đổ chút xuống mình, nó ngang gì nè. Cái phiến cắn lủng lỗ chứ. Rồi nó dời, nó đem nó dời nó, nhưng cái tấm lòng của em á không có bỏ nó được á, tại vì thấy tội người ta đã bỏ rồi em lụm về em bỏ nữa rồi nó sẽ ra sao. Lúc mà chị nhặt bé lên á, dạ. Nghe chị nói là có quấn cái sợi gông hả? Dạ. Bé có quấn sợi gông? Dạ. Với lại một hộp sữa. Với hộp sữa Vitamil, hộp sữa nhỏ gì nè. Và mong rằng á thì đây là những đoạn video clip để cô bác quý anh chị lan tỏa hơn
vì nhân văn trong cuộc sống, cũng không biết nói gì hơn nữa, chỉ thông tin đến cô bác anh chị như vậy thôi. Trong cái quá trình làm thì Bùi Hồ không tránh khỏi sự so sức và những cái góp ý của cô bác anh chị á, làm cho Bùi Hồ có thêm một cái động lực để mà cố gắng hoàn thiện bản thân của mình hơn. Thật ra thì Bùi Hồ không phải là thợ xây nhà, cũng không phải là một người kết nối, một người làm thiện nguyện, mà chỉ là kết nối với cô bác anh chị giữa những người giàu với lại những người cần sự giúp đỡ. Cũng không phải là người thợ xây nhà, nên là nữ là những góp ý của bác anh chị á, Bùi Hồ sẽ cố gắng hoàn thiện từng bước một để cho càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Thật ra thì không có ai cũng hoàn thiện cả, chỉ cố gắng là hoàn thiện cho bản thân mình nó được tốt hơn so với thời gian trước đây thôi. Cũng cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã xem kênh Bùi Hồ và đã ủng hộ. Nếu như mà cô bác anh chị nào chưa có đăng ký thì hãy bấm vào nút đăng ký, nút thông báo sẽ nhận được những video mới nhất từ Bùi Hồ, cũng như là hiện nay là những video từ gia đình bé Bảo Ấn, để xem độ tiến hình hoàn thiện cái công trình đến thời điểm nào và gia đình sẽ được cố gắng anh chị hỗ trợ ra sao. Còn bây giờ thôi thì không làm phiền nữa, nói cũng hơi nhiều rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cố gắng anh chị ở video tiếp sau. Bye bye.